quay cảnh thôi không quay. Quay cảnh ra quay cảnh thôi không quay. Quay em nữa. Rồi đúng rồi. Ghét làm người nói tiếng đúng không? Trời ơi. Sắp tới chưa ta? Như nó bên đây mà. Cái đường vô có phá hoành lại không ta? Hèn gì nó chỉ băng qua đường kia đường vòng đúng rồi. Cứ đánh một vòng kia, khi mình đi một chiều xíu rồi lên tới nơi rồi mà nó chỉ đánh luôn, đánh một vòng thôi, nó không tính đi một chiều. Okay.
quay được không chị? Quay lại cho bạn biết cái tới ăn được. Quay lại cho bạn biết cái tới ăn nha. Quay lại mấy cái đồ ăn nè. Phần có 40 à, cũng rẻ, bò bình dân hay nổi tiếng hay của bình dân không ạ? Nhìn thấy nó cũng ngon quá, chất lượng ha. Tôm, tôm, này ngửi con tôm chậm rồi. Bánh tráng này bán sao em? Nhiều cái 20 quá hả? Ủa này là gì vậy con? Bánh ít trần. Rồi rồi, của con nhiêu? Bánh ít trần luôn hả? Phải mày đóng gói luôn. Cho lấy cái này, lấy cái ba bạch danh ảnh này nè, chén á, đúng rồi. Rồi bánh tầm ngon rồi. Rồi, có mua gì không vậy? Bánh mì, bánh tầm hay gì? Bánh tầm với Sài Gòn nước chai vậy? Ủa này khoai mì hay gì vậy?
cái này là dạng dạng nước, cái này dạng nước hả con? Quay bạn.